Profile siêu khủng của ngôi sao nhí xứ Hàn Kim Se-jeon. Kim Se-jeon được mệnh danh là một trong những nữ diễn viên nhí thành công nhất trên màn ảnh Hàn Quốc. Sau hơn 10 năm gia nhập làng giải trí, nữ diễn viên dần khẳng định được tài năng và tên tuổi trong lòng khán giả. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi mới 9 tuổi thông qua bộ phim Một Cuộc Sống Mới. Sau thành công của bộ phim Đầu Tay, cái tên Kim Se-jeon được đông đảo khán giả biết đến. Cũng từ đây sự nghiệp của nữ diễn viên phất lên như diều gặp gió khi liên tiếp tham gia các phim điện ảnh có kinh phí khủng. Trải qua hơn 13 năm gia nhập làng giải trí, nữ diễn viên đã gặt hái được vô số giải thưởng danh giá. Ngoài ra, Kim Se-jeon là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất lịch sử Hàn Quốc được đề cử ảnh hậu Bách Sang khi mới 14 tuổi. Ngoài sở hữu thành tích diễn xuất ấn tượng, Kim Se-jeon còn gây thiện cảm trong mắt người hâm mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng. Nhờ đó mà cô được mời tham gia nhiều sự kiện thời trang, trở thành gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn. Cùng với đàn chị Kim So-hoon và Kim Joo-chung, nữ diễn viên được khán giả ưu ái gọi là ngọc nữ mới của màn ảnh Hàn Quốc. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!